Hello quý vị và các bạn, hello những người yêu hoa, yêu cây cảnh. Hôm nay mình sẽ đi vô một cái nursery, ở chỗ này nó bán rất là nhiều cây luôn. Cái chỗ này nó bự gấp mấy chục lần cái Home Depot á. Mời mọi người vô đây nha, nhiều cây lắm, đi theo chân Lan coi hôm nay mình có những cái cây gì trong này. Chỗ này nó có tên là Village Nurseries. Trong đó, đó, ra khỏi xe này thử. Có thể, cây này bự. Cái này trống ở đậu thôi, họ đâu có để space gì đâu. Này soi nè, anh hỏi giùm em mấy cái soi. Soil. Ok, xuống đi. Xuống xe. Rồi mình xuống xe, họ để hoa hồng đây nè. Cái này rose, mà cái hoa này nó nhiều bông lắm. Anh mình thích cái, nó đây là iceberg roses, 29 đồng một chậu. Quá chừng 29 đồng một chậu, chậu này nè bao nhiêu galon, chậu này bự ghê luôn á. Mà cái hoa này nó trời nghe mùi phân bò. Hoa này nó nhiều bông lắm nha. Nó nở là nó nở trắng luôn. Chỗ này là cái đường nè. Họ để cây ra thẳng ngoài đường luôn, đường Garfield với đường Ward. Để mấy cái hoa mùa hè đó. Chỗ này bao nhiêu ga lông biết không? Chỗ này không biết bao nhiêu ga lông mà. Mình vô đây mình coi họ bán vườn hoa nè, đó vô cổng. Trời ơi cái hoa vàng coi. Treo phủ cái nhà luôn. Ở đây họ bán chậu nhiều lắm. Ở đây bán phân nè, plantain mix organic. Phân ở đây họ để đây. Chậu này chậu trồng succulent, chậu chậu bằng 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 clay. Quá trời luôn, nhiều size, nhiều kích cỡ. Mình thích cái dàn hoa vàng vàng kìa. Trời, họ trồng sắc kêu lên mấy cái chậu nhỏ nhỏ đó, là trồng sắc kêu lên đó, để mình qua đó mình coi thôi. Monrovia. Monrovia là cái tên của cái nursery đó, họ bán cái chậu cây này. Ở trong các cái Home Depot hay là Lowe họ cũng bán cái thương hiệu này nè. Vườn ươm này họ chỉ bán một số cây kiểu của cái thương hiệu Monrovia thôi. Còn đa số là họ ươm tại chỗ và chắc họ bỏ sỉ và bán ra cho public. Hàng ngàn loại cây giống. Artichoke nè, artiso á, dâu nè, dâu quá, cái dâu này nó có cái bông màu hồng đẹp không? Artiso đây có bông luôn mà nó bông này nó hơi nhỏ ha, mình trồng sao nó chưa ra bông gì hết trơn. Họ có giá ở đây nè, ớt nè, cái ớt gì, hoa quá chừng luôn nè, wow, hoa này 2 đồng 25 tới 3 đồng cây. Hoa này 2-3 đồng một cào vô một chậu. Ô mình coi cây giống nè. Cây giống này nhiều không thấy giá ta. Ớt gì á? Ớt chuông. Ớt này ớt chuông, ớt chuông vàng. Ớt này ớt đỏ, ớt sừng đỏ nè. Ớt sừng đỏ. Cà chua nè. Sao họ không để giá để mình biết đường đâu mình mua? À, 4 inch thì 2 đồng 55 một chậu. Này họ để giá đây nè. Cái chậu nào mà 4 inch thì 2 đồng 55. Còn full plate luôn là 2 đồng 45 inch. Đó là mình mua nhiều thì nó rẻ. Cái hành lá hành đường này. Cái này nhiêu? Cái này color pack. Cái này 4 đồng 85 inch. 4 đồng 85 một chậu hành lá nè. Mua hành là về ăn lá. Hành mình trồng, hành mà mình trồng từ cái hành chợ ra đó, nó cái lá nó chần vài lá là cái cây nó yếu, nó không ngon. Có hành tây và hành lá. Sợi cà tím. Mua về trồng. Corn nè. Dưa hấu nữa nè. Này dưa hấu nè. Cái này dưa bí hả? Bí. Còn này bí, bí Halloween nè. Cái này bí Halloween nè. Bắp nè. Cà chua. Có cây thù lù nữa nè. Cây này cây thù lù nè. Thù lù mễ nó ăn nhiều á. Cái này dưa leo. Dưa leo Nhật. Dưa leo Ý chứ. Đó. Đó có nhiều quá chắc keo nè. Cái keo mình đút nó không lên ngon bằng vậy ha. Cái mình đút nó yếu ớt lắm, chắc phải chờ nữa thời gian á. Đó,
mình mua được cái hành lá này mình happy rồi. Vegetable nè. Cái này là hoa nè, hoa nó nở rập trời luôn. Ở chỗ này nó bán hoa rất là nhiều. Wow, hoa quá trời bông luôn. Qua đây mình coi hoa. Thấy hoa mùa hè không? Hoa đó hoa mỗi năm, hàng năm á. Còn cái này nó bán hydrangea nè. La la. Wow, cái này màu trắng. Cái này như chậu vậy. Bao nhiêu chậu mà nó đẹp quá vậy. Sao không thấy giá ở đây nhỉ? Đẹp không? Đây cái cây này nữa nè. Cây này là bushes bự lắm, em mốt ai có nhà. Ôi trời ơi, cái hoa gì mà nó vàng đẹp dưới nè. Trời đất ơi, cái cây này nó hoa nó đẹp ghê chưa. Giống như cái bông nó giống như bông lan á. Trời ơi, nó có cái cây màu kia cũng đẹp nè. Mà cái này nó giống như cái bông lan nè. Giống như bông mai á, mai vàng á, năm cánh. Mà cái bông ươm bướm rồi nó bay quá trời luôn. Đẹp ha. Này, hoa đây nữa nè. Hoa đây nữa nè. Wow, quá trời bông luôn á mọi người. Vô đây quá trời luôn. Có ở đây có cây ăn trái nữa nha. Bên kia có cây ăn trái. Để mình vô đây mình coi có cây ăn trái gì. Mình mua được cái hành mình thích rồi đó. Hoa đây nữa nè. Nhiều loại ghê á. Nhiều loại không? Cái hoa lồng đèn cũng có nữa nè. Nè. Wow, quá trời luôn nè. Này hoa này hoa gì nữa. Họ có giá ở trên này luôn nè. Hoa này hoa lồng đèn đây nè. 19 đồng một cái cây này. Ủa, phải hoa này hoa lồng đèn không ta? Hình như là nó lồng đèn là cái này nè sao? Phải lồng đèn không quý vị? Cái maple này ở đây nó bán bao nhiêu vậy? Ồ, có. Nó ra cái lá màu đỏ đẹp không? Nè, ở trên màu này mà dưới màu đỏ. Mình mua một cây nhỏ xíu à. Cái cây này bự ghê. Cây này không biết chắc mắc lắm. Ở đây lan quân tử nè. Lan quân tử này mình không biết là nó mấy bữa mới mình ra cái lan quân tử này nở màu cam đẹp á. Bên đây nó tàn hết rồi. Còn đây là cây trong bóng dâm á. Wow, cái cây maple bự ghê chưa. How much? Wow, like it. Cái này có cái sân đó hả? Thải nó về trước á. Quá là đẹp. Color lily. Nãy giờ đây mua hoa này, hydrangea màu xanh. Bây giờ đây có hoa giấy nè, mình cũng đang kiếm hoa giấy mà không thấy màu đỏ nó màu gì không. Camellia rồi nè, mấy cái hoa này nó chịu nhiệt, nó chịu nắng yếu, người ta để trong nhà mát nè. Còn mấy cây nào nó chịu nắng phu thì người ta để ở ngoài. Này cây móng kangaroo gì phải không? Hoa giấy nè, để mình coi hoa giấy này nó bán bao nhiêu. Ở đây hoa leo cũng có nè, đó, cây này, cây magnolia nè. Này là western magnolia. Hoa leo chứ không có hoa mà kiểu hoa. Hoa leo thì mình không thích hoa leo lắm. Mấy cái hoa này hoa leo nè. Chanh dây nè. Chậu này chanh dây nè. Chanh dây bông tím nha. Chậu 5 gallon bông tím. Không thấy họ để giá, mình không biết ở đâu mình coi. Đó trên kia, hoa giấy kia nữa kìa. In the corner hả? Mấy cây lù lù bù hết đây nè Bảo. Quá trời mấy cây. Táo hả Ni? Wow, quá trời trái luôn nè. Anna apple hả? Sao họ không có nói là giá ở đâu vậy? Trái, táo có trái hết rồi nè. Anna apple hả? Anna hả? Anna apple, còn apple này là gì? Cái này cái gì?
Cái này là apple golden gì? Dorset golden apple. Còn cái này cái mơ hay cái gì? Cái này apricot này. Em muốn mua cái donut. Donut beach. Cái này apricot này, plum hả? Cái gì? Cái này cái gì trời? Nectarine. Nectarine hả? Cái này nectarine, cái bông nó đẹp ghê chưa? Cái nectarine cái bông nó màu hồng dễ thương quá à. Ồ cái apple trái coi, nhỏ xíu mà trái quá chừng luôn kìa. Hash avocado. Này hash avocado. Còn này cái mơ. Cái mơ này có trái luôn rồi nè. Đó, cái mơ có trái nè. Phải cái mơ không? Trời ơi, cái cây nào mày thấy hầu như nó cũng có trái. Cái này cây gì anh? Cái xoài hả? Nectar. Plum golden nectar, nó có trái luôn. Cái nectar là cái gì em chưa ăn hay sao? Phải đọc cái khác à. Apple không hả? Còn bên này cây gì nè? Cái này cây khác à? Cái này là lê hay gì à? Nhiều apple ha. À, nó bán cái sông Mỹ kìa. Blueberry. Cái này cái gì nè? Thấy cái dáng nó khác nè, không phải apple nè. Đi vô, đi vô. Trời ông xã Lan kêu nắng quá nhức cái đầu rồi. Thôi đi vô. Một cái blueberry nè. Quá chừng blueberry nè. Sung nè. Sung cao cao ghê chưa. Trời ơi, blueberry nó có nhiều trái ghê chưa nè. Đó, mấy cây này quá trời trái luôn. Nhiều trái ghê chưa. Thôi mình đi vô. Nắng quá nhức đầu rồi. Nè, trái quá chừng luôn ha. Trái quá chừng luôn, mua về là hái luôn. Vô đây lại là hoa rồi. À, nè. 10 đồng chậu, 9 đồng chậu rồi nè. 9-10 đồng chậu. Chậu này 1 gallon. Chậu này chậu 13 đồng. 1 gallon mà loại khác 13 đồng. 14 đồng. 10 đồng. Đó, giá vậy đó, 10 đồng 1 gallon. Còn cái này hydrangea có 11 đồng 78 cent nè. Blue 11 12 đồng. Con này mà camellia 20 đồng. Camellia này 20 đồng cây. Hydrangea này bự nè, 10 đồng. Ủa, không phải không? Không phải 10 đồng. Sao nó không để giá cho mình biết hả? Lần trước em tới cũng không thấy để giá, chắc giờ phải vô hỏi bao nhiêu kia. Cái giá. Còn này booster soy, booster là làm cho cũ quá chắc. Cái này bao nhiêu cubit vậy? 1.5 cubit. Có chụp hình chưa? Chụp rồi. Cactus mix. Cactus mix. Rồi có đủ thứ nè. Worm nè. Worm là phân con sâu. Con sâu á. Phân con trùng. Phân trùng. Phân trùng quế. Bao bự ghê chưa? Không biết họ bán bao nhiêu cactus này nữa nè. Thôi họ để giá ở đâu cho mình coi. Này họ giữ mấy cái mua. Không phải, xỉ lẻ luôn. Bên ngoài kia nó có để giá nè. Không có, rồi đó không có phân này. Đi vô đi vô hỏi. Phân quá chừng phân bón này để vô hỏi giá cái bao đó là nhiều. Hồi giấy màu đỏ phải không anh? Anh muốn coi hồi giấy màu đỏ kia hả anh? Màu hồng hay màu đỏ? Hồi giấy á. Anh muốn coi hồi giấy không? Nó nở đỏ kìa. Màu đó màu gì? Màu đỏ đi trong cho mát. Cactus ở đây nè, succulent với cactus quá trời luôn nè. Kiểu gì cũng có nha quý vị. Ôi. Mà mình không biết giá. Đây nữa nè, mấy cây dễ thương không? Vườn sen đá cây cạnh. Ồ, cái này dễ thương quá nè, không biết bán nhiêu cái. Không có để giá, hình như 15 đồng. Khu này chắc 15 đồng hay gì. Ô, mai cái gì trời ghê trời. Nó không ghi giá lên cho mình coi, không biết nữa. À, quá trời luôn. Hôm nay Lan đi mà không có đem cái gimbal, nó hơi rung rung nha, quý vị thông cảm. Mấy cây này mắc lắm, mấy cây này 5-60 đồng á. 7-80 đồng cũng có. 3-40 cũng có, mấy này cactus. Còn kia kìa, nó bán cả cái cactus đó, người Mỹ người ta trồng người ta ăn hay sao á. Cái này aloe vera nè. Thấy cactus đâu bù không?
Đây nữa nè. Quá wow, quá trời. Quay sơ sơ cho quý vị coi thôi. Nếu mà quý vị thích thì tới đây. Nó rất là gần ở Lido Sài Gòn. Từ ở Phước Lộc Thọ ra đây chừng 15 phút à. 15 phút đi local. Cây này 59 đồng một cây á. Còn cây này 33 đồng. Không nhận nó mắc dễ sợ ha. Trồng nó bự lên. Mà mấy cây này quá chừng luôn, thấy không? Cái farm này rộng lắm. Sao anh em? Có phải màu đỏ không? Phải màu đỏ không? Cái xích màu đỏ. Hay màu hồng? Màu hồng đâu phải màu đỏ đâu. Màu hồng. Hoa giấy màu hồng. Hoa nhài nữa, hoa giấy nữa nè. Màu lạ. Có cái màu này nữa nè. Cái này màu gì? Màu hồng chứ. Nhìn xa xa, nhìn nó đỏ mà tới thấy màu hồng. Anh thấy màu đỏ, anh thấy ủa màu hồng. À, đeo kiến này vô thành màu đỏ này. Đúng rồi á. Màu hồng chỗ kia, thôi đi ra đi. Đi ra mình mua cái được cái hành, với lại mình hỏi cái đất thử bao nhiêu cái đất. Này bự rồi chưa? Cái farm này to, ở dưới ngay cái trụ điện này nè. Mấy cái đường điện này người ta chợ tặng dụng cái maple rồi quá trời kìa honey. Maple tree quá trời luôn kìa. Nhiều cây hoa trong đây nè, cổ thụ á. Mình phải vô đây mình lùng á. Nhưng mà giờ nắng quá không đi được nữa. Xỉu quá. Đi vô ngoài này lấy cái hành đi ra trả tiền anh. Cái hành nó mua về chắc 5 đồng á. Giờ trồng cho nó lên cái củ mình lấy giống xong mình nhăn nó ra. Trời ơi một cái cây như vậy á hả. Để coi how much. Anh để giá không? Cây này nó không để giá. Cây này không thấy giá. Ừ hình như 67 đồng một cây á. Họ để giá lộn xộn, 67 đồng một cây như vậy. Đi một buổi cũng không hết cái khu này á quý vị. Chỗ này mà mình đi nắng sớm sớm á, hoặc là mình đi buổi chiều mát mát á, mình đi buổi trưa nó nắng quá, nó chói á. Nó chó là luôn cái hoa giấy màu hồng á, mà lên cái webcam các bạn thấy màu đỏ là biết nó chói cỡ nào rồi đó. Anh xã lấy cái đội, đợi cái bà vợ bà đi lòng vòng quá. Bà vợ bà vô đây bà lạc không à. Anh đợi em hả, anh thấy em bị lạc hoài á. Lạc quá là lạc. Em đi lạc anh mệt không? Đi lạc vô mê cung vậy đó. Lạc lạc liền. Này không biết bao nhiêu. Wow, đã đẹp rồi. Hi. How much is the frog farm soil? Which one? The frog farm. Frog farm, let me show you right. Một bao đất Fox Farm ở đây 1,5 cubic họ bán tới 20 đồng ha, 80 mấy sen á. Thì có vẻ là mình thấy hơi mắc so với cái giá mà mình thấy ở trên cộng đồng mạng mọi người share đó. Cái giá ở đây thì đa số đang thấy cũng mắc. Tùy mọi người ha, thích thì cứ mua thôi à. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video nha. Bây giờ Lan sẽ tạm dừng ở đây. Bye bye tất cả quý vị và các bạn.